Ngoài xin chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Anh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà với diện tích 55 m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng, sổ đỏ chuẩn chỉnh. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Với căn nhà có sân cổng riêng để xe thực tế, sân trước và sân sau. Hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà hơn 4 m. Căn nhà này thì ngõ trước nhà được khoảng tầm hơn 2 m. Kia là đường ô tô và đây là ngôi nhà. Cách có đúng một nhà là ra tới đường ô tô đi lại. Nhà xây mới hoàn toàn theo đúng như hiện trạng là sáng mua chiều về ở, sổ sách sẵn sàng giao dịch bàn giao nhà được luôn. Với thiết kế sân cổng riêng, ở đây là thiết kế cổng riêng sắt sơn tĩnh điện và đây là phần sân riêng để xe mọi người nhé. Đây, phần sân để xe riêng có mái kính đây mọi người ạ. Và với căn nhà hướng nhà đông nam, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Tiếp theo vào phần cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị một lớp cửa kính. Phần thiết kế của ngôi nhà tầng 1, công năng sử dụng cho quý vị một phòng khách, một phòng bếp, một phòng vệ sinh. Ngoài anh nói qua một chút về cái vị trí ngôi nhà, với cái căn nhà này vị trí của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai, giáp với địa phận Đông La Hoài Đức, gần với địa phận khu đô thị Đỗ Nghĩa, gần trường đại học Phenica, thuận tiện cho quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, đi làm theo cung đường đại lộ Thăng Long kéo dài hoặc quý vị đi làm theo Tố Hữu, Lê Văn Lương kéo dài. Với tầng 1 em đang đứng ở đây, chủ nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị là phần phòng khách, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Gạch lát nền kích thước gạch 60 60 vân đá. Căn nhà này thì sáng mua chiều về ở được, sổ sách pháp lý rõ ràng. Và cái phần không gian phòng khách này tương đối là rộng và thoáng quý vị nhé. Tiếp theo, đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp cũng vậy, diện tích rộng cho nên là thiết kế của ngôi nhà rất chi là tối ưu công năng, hài hòa hợp lý. Tủ bếp thiết kế toàn bộ cho quý vị tủ gỗ MDF chống cong vênh. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Mặt bếp thì ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp. Chậu rửa, vòi rửa thiết kế chất liệu inox 304. Đó, đây là phần không gian phòng bếp. Đây là khu vực để máy giặt. Xin lỗi mọi người, đây là khu vực để tủ lạnh. Đó. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm được lắp đặt đầy đủ. Sân trước, sân sau, thoáng trước, thoáng sau là đây. Với phần thoáng sau của ngôi nhà cho quý vị. Đó. Có phần có cái vòi nước ra đây để quý vị có chế biến đồ tươi sống ở phía sau này cũng rất là tiện lợi. Đó, và mở cái cửa phòng bếp này thì có những 1 2 3 cửa lận rất là thoáng. Đây là cửa ngách phòng bếp. Với phần sân sau quá là ok luôn. Đứng từ không gian phòng bếp ra phần phòng khách và phần cửa chính rất rộng. Ngoài ra tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Đây, để quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đầy đủ bồn cầu và xịt vòi rửa, máy bơm nước lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 thiết kế cho quý vị đầy đủ gỗ. Mặt bậc của bậc ốp đá đen cổ trắng. Căn nhà này vị trí thuộc Đại Thành Quốc Oai, nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Xung quanh đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Đi lại giao thông thuận tiện. Căn nhà này thì cũng không lỗi bất kỳ một cái lỗi phong thủy gì, cho nên quý vị yên tâm, không gần đình chùa miếu mạo, không thấp họ, không đường đâm. Mời quý vị theo chân ngói lên khám phá các tầng tiếp theo của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì cầu thang đi lên rất là rộng và không bị dốc quý vị nhé. Và trên tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên, phía bên trong đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led, cửa sổ thông thoáng lấy ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp cho quý vị. Hành lang đi vào các phòng cũng tương đối rộng và thoáng. Đây, hành lang đi vào gần 2 mét mọi người ạ. Với phòng tầng 2 tiếp theo là một phòng ngủ hướng ra phía bên ngoài. Có ban công siêu thoáng, siêu rộng đây. Đây, quý vị có thể nhìn. Trước sau đều có hộ cư dân ở, hàng xóm đông đúc. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng được lắp đặt đầy đủ cho quý vị. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ trước sau đặt ở giữa, cầu thang ở giữa. Đây là phần phòng vệ sinh. Với phần phòng vệ sinh này thì đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm, ống chờ bình nóng lạnh, đầu chờ bình nóng lạnh với lavabo.
Nói chung là thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng đều rất là hợp lý. Căn nhà này với cái công năng sử dụng rất là ok mọi người ạ. Đây là phần tầng 2 rồi, mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Bà Ngoại đang đứng ở phần tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà với một ô giếng trời để chủ nhà lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây, cầu thang đi lên mọi người có thể nhìn thấy chủ nhà thiết kế rất là cách điệu. Đó. Có chiếu nghỉ ở hoàng ba. Trên phía tầng 3 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị như sau. Một phòng ngủ. Đây, hướng ra phần mặt ngõ. Một phòng vệ sinh. Một phòng thờ. Và một sân phơi. Phòng ngủ này thì cửa sổ rất là rộng, thoáng. Tất cả các phòng ngủ đều có đầy đủ ống chờ, dây chờ áp, chờ điều hòa. Phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 3 tương tự như tầng 2. Đầy đủ công năng. Đây là phần phòng thờ. Với phần phòng thờ của ngôi nhà cũng tương đối là rộng đấy ạ. Đây là phần phòng thờ tương đối rộng và phần còn lại sân phơi. Đây. Rộng và thoáng vô cùng luôn mọi người ạ. Với căn nhà này thì ngay cạnh bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái. Dân cư đi lại thuận tiện đông đúc. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế. Giá bán cụ thể em để ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.